Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình lại chuyển máy đến một công trình mới rồi. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên ở một cái đoạn gọi là cái lưng của cái ta luy, thì lát nữa thì mình sẽ mở một cái đường để đi lên đồi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đội cái camera lên đầu này, vừa thi công và vừa chia sẻ với mọi người. Công việc hôm nay thì nó cũng gọi là làm mở cái đường để đi lên đồi. Lát nữa mình sẽ lên phía trên này để mình xới một cái vườn cây keo ở đó, nhưng mà do là không có đường lên, cái nhà dân thì nhà người ta ở đây rồi, nhưng mà chỗ này là chỉ có đường đi bộ lên thôi. Thì bây giờ người ta làm một cái đường này lên, máy để máy lên là để xới những cái gốc cây, rồi thì là các cái búi mai búi ấy ở trên đó. Thì bây giờ mình sẽ làm bắt chéo lên cái góc, đúng cái góc cao trên kia luôn anh em nhá. Anh em cứ mở làm sao để máy nó vừa đi mà nó an toàn thôi, chứ không cần thiết là nó phải to quá hoặc là nó rộng quá, máy đi được là ok. Cái này thì cũng như kiểu mình đi mở đường khai thác ấy các bác. Mở đường khai thác thì nó cũng nó mở đường khai thác thì nó để làm cho ô tô đi, công nông đi. Cái này mình chỉ làm cho máy của mình đi thôi, mà vẫn cứ phải đảm bảo là để máy đi nó an toàn. Ở phía dưới này thì nó là một cái vườn cây. Vườn cây này thì nó cây nó ở cũng khá là xa, cũng không ảnh hưởng gì đến máy nhiều. Cái này thì mình sẽ cho ở phía bên ngoài này nó sẽ cao hơn một chút, phía bên trong này nó thấp hơn. Khi mà mình đi lên cái phía bên ngoài này nó đúng là vừa. Để cho nó sát vào đây. Dần dần thì nó sẽ lên đến trên kia. Ở chỗ này thì ngày xưa bác chủ nhà bác ấy cắt cái cấp cái cơ ở đây đó, nhưng mà do là cái lượng đất của nó khá là cao, mấy cái là nhiều nên là bây giờ nó bị sập đi rồi, nó chỉ còn mỗi cái phần cơ bé bé ở trên này thôi đó. Cái cây này nó người ta bán trồng vụ keo rồi, bây giờ mới cần máy lên. Cần máy lên thì bây giờ bắt đầu mới có nó khoảng nó nghĩ là cái nền này chắc nó làm trước đó nó khoảng 5-6 năm gì đó là nó có cái nền rồi. Cái cây này này các bác, cái cây này là nó đã cao, nó đã to như thế này rồi, cái mít nó cao như thế này rồi. Cây ổi ở phía dưới thì được ăn rồi, hôm nay là mình ăn một quả rất là to rồi. Một cây ổi Đài Loan các kiểu. Càng lên cao thì cái đường nó sẽ đất mà ra nó sẽ càng nhiều, nó rơi xuống càng nhiều, mình đi lại thì cái đường nó sẽ hẹp đi. Mình đắp và làm sao ở ngoài này nó cao hơn một chút là ok. Thank you.
Chúng ta cho cái này nó cao lên, nó thấp xuống là vừa. Cái này do là cái đường mình nâng dần lên cho nên là mình phải lùi lại mấy lần đấy các bác nhé. Không phải một lần mà đi mà nó ngon lành nữa đâu. Vì là cái đường mình nâng lên. Ok. Chỗ này tà lì nó cao hơn, đường đất của nó rơi xuống nó sẽ nhiều hơn. Vì vậy là mình sẽ phải bấm sát vào trong này hơn một chút. Sát cái ta lì hơn một chút nữa. Cái cần của mình vừa rồi là thời tiết nó sắp mưa rồi các bác, nên là nó lại bị hoạt kẹt rồi. Cái cần mình không bơm được mỡ rồi. Đây, cái gốc keo này khá là to nên mình sẽ moi đi trước anh em nhé. Người chỗ này bắt đầu moi vào đây. Keo nó bé bé rồi thì dễ moi, nhưng mà gốc là to rồi. Khá là khó moi đấy. Thank you.
quay lại cho lần sau cho anh em xem. Ngoài bây giờ nó thấp hơn như thế này cơ mà. Bây giờ mình chỉ cần san lấp vào những cái đường này thôi. Và lúc về là nó hết nghiêng ngay mà. Nó mình lùi lại là nó không bị nghiêng nữa. Đất màu ở trên mặt khá là nhiều, đất mùn mùn cho nên là nó dễ đảo. Nhưng mà nếu mà đất nó cứ cụ là mình nghĩ là nó khó, rất là khó đảo. Không gì ảnh đâu, nó rất là thoáng thoát máy đâu. Bắt đầu nó lấn xuống một tí đây. Này nó hơi dễ xuống cái này. Quay lại để mình gạt bớt cái đất ra, nó đỡ dễ. Đứng ở đây mình múc. Kiểm tra cái camera xem nó có bị tắt máy không. Nhưng mà nó không bị tắt anh em ạ. À ok. Thank you.
vì nó vét cái chỗ này sâu hơn nhá. Nghiêng hết vào trong, mình đi lại nó bên này nó luôn xuống nó là tí nó là nó được. Cái này thì mình sẽ đi lên thẳng lên cái tháp cái tầng núi nữa kìa anh em nhá. Thì ở trên đó thì nó không bị mắc cái ta ly. Đi làm đường còn được đấy anh em ạ. Đất này đất người ta đóng ca được đấy. Nhắc cái men này. Đấy cho nó đến chỗ này nó được luôn này. Cái phần trên kia thì lát nữa mình phải tiến máy lên thì nó mới sát vào đó được. Trôi vào cái ben này kệ nó anh em nhá, nó không sao đâu. Cái này nó một lúc mình nhấc cầu lên mình đi lại một lúc là nó hết mà. Một lúc là nó hết rồi. Và ở trên này thì mình không thể tránh khỏi. Tiếp tục đến đây nó hẹp rồi nhưng mà lát nữa mình xả cái kia thì mình cái đất nó vùi xuống đây nữa là vừa. Chứ nếu mà mở to quá thì không cần thiết lắm. Bây giờ mình xả cái chỗ này nữa là vừa. Đây nó đầy đất ở đây, nó có chân ở đây là ok. Đất này mà đi làm đường với cho móng nhà thì hết ý luôn anh em. Thank you.
và trên như người ta đốt cái giò rồi. Đấy, xuống là mình bật cái quạt này nó thổi vào mặt. Như vậy là mình lắp quạt này bao giờ mình chỉ lắp vào cái bụng này thôi, không được lắp vào mặt. Nhưng mà cái này nè, giò là cái gió chiều hướng mình đứng này này, là nó thổi luôn vào mặt. Này thì lấn một chút vào đây nhé. Mình bật cái quạt này cho nó nhiệt độ nó giảm bớt xuống và nó đỡ nóng mọi người. Chỗ này là cái chỗ hẹp nhất này. Qua được cái chỗ này thì lên thì nó sẽ rộng ra. Thank you.
nó lên cao cao như thế này nhé. Ok đây là cao cao tầm này để đi nó hơi lươn lươn đi. Đây là người bên ngoài đây, nó bắt đầu hạ bên trong xuống. Ok, video này của mình nó cũng khá là dài rồi đấy. Mình sẽ kết thúc cái video đây thôi nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thì mình sẽ làm video sau khi lên trên kia thì mình sẽ tiếp tục quay video làm ở phía trên cho anh em xem. Hôm nay thì video nó dài rồi thì mình làm video ngắn như này thôi. Ok, thôi chào mọi người. Hẹn gặp lại anh em mình đi sau nhé.